Vâng, ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay mời mọi người cùng mình đến bản Capingana, trang trại số 2 mọi người. Tiếp tục trồng khoai lang, cái khu vực mà hôm trước thu hoạch khoai tây mọi người. Khu vực trên này nó không có nước để tưới tiêu mùa khô ấy. Cho nên mình trồng khoai lang thay vì trồng những cây hoa màu khác ấy, mọi người. Vì mưa sẽ còn khoảng tháng nửa tháng nữa, khi mà trồng khoai bên rễ và đã lên rồi thì sẽ không cần nước nữa. Ở phía dưới có nước thì mình sẽ trồng những cây hoa màu, bắp cải với này các loại đậu ấy mọi người. Hôm nay ấy mọi người là ở đây có một số người mới, mình chia làm hai tốp làm. Tốp trên này là người dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây khoai lang mọi người. Còn phía dưới kia người dân vẫn đang là nhổ cỏ khoai. Khi mà nhổ cỏ xong rồi sẽ tiếp tục bón một đợt phân để cho khoai nó lấy sức chống chịu qua mùa khô. Mà khoai dưới đấy cũng còn phải cỡ tháng hơn tháng nữa được thu rồi mọi người. Cho nên cố gắng chăm sóc để lấy thành quả mọi người. Khi mà người dân đã được nhận thành quả thì tinh thần làm việc của người dân rất là cao mọi người. Tập trung làm nhanh, gọn, sạch sẽ, mở rộng diện tích. Vâng, thưa các bạn, khu vực dưới này hôm qua người dân cuốc cỏ đây, cuốc cỏ vun này. Khu vực này là trồng sau cái khu vực trong kia khoảng hơn một tuần mọi người. Cây nó còn hơi nhỏ. Tinh thần làm việc của bản Capingana thì khỏi nói mọi người biết rồi. Và người dân đã ý thức được làm việc là có nhận, có thành quả mọi người. Và thành quả rất là cao đấy. Thời gian tới này khu vực mì này, đây, mì rất rộng lớn. Và phía trên đằng sau mình đây mọi người, người dân đang nhổ cỏ với này vun gốc khoai lang ấy. Mình đến xem nhé. Bom dia tudo. Bom dia. Tá bem, né? Sim. Já. É, muito trabalho. Muito avança. Sim. Já. Đây, những thế hệ trẻ đây, mọi người. Đang cho cuốc cỏ với này tấp vun lại luống ấy mọi người. Nhìn cho nó đẹp. Mấy ngày này là toàn ăn với cuốc cỏ. Diện tích lớn nên làm hơi lâu mọi người. Khu vực khoai lang này đợt rồi mới trồng thêm rất là nhiều. Đây, khoai lang hôm trước trồng mọi người, nên đẹp. Và tinh thần làm việc của bản Capingana mọi người. Nên mình đã phần nào yên tâm rồi. Mình chỉ buổi sáng mình ghé đưa đồ, đưa thức ăn với này truyền đạt một số vấn đề là người dân tự làm. Rồi mình sẽ sang bản Haiti mọi người. Đất mới rất là hợp khoai lang mọi người. Làm đến đâu là đẹp đến đấy mọi người. Tru trabalho bem, ó. Eu fui no Caeti, já? Sim. Hoje quero terminar até aqui. Já? Sim. Tá bom. Mình đã có mặt ở bản Caeti mọi người. Ở đây là khúc đầu nông trại mọi người. Hôm bữa mình có cùng với người dân là lấy nước từ trên phía cái trên kia mọi người. Là lấy mình căn là lấy về tới đầu nông trại. Để sau này tưới khu vực dưới này. Mà mương người dân đã đào gần xong. Khoảng chắc buổi chiều nay là xong mọi người. Mương máng à. Cái này mương phụ. Sau này sẽ rất là nhiều nhánh mọi người. Mương phụ nên không cần đào to mấy. Cần vừa đủ tưới khu vực này là được mọi người. Căng dây nên là nhìn mương thẳng tắp. Wow,
Vâng mọi người, phía dưới đây người dân đang dọn cỏ cái này nha, lên luống để trồng lạc ấy. Hôm qua ở dưới phía dưới mình đã hướng dẫn rồi. Và đây là mương. Mương sẽ dẫn nước vào những cái luống này đây mọi người. Đây mình đã hướng dẫn sơ sơ ấy. Người dân bản cây thì bây giờ làm việc là rất bài bản mọi người. Phía bên này là mương này. Còn bên này là xương cá để cho trồng cây hai bên đấy mọi người. Đây, nhìn rất là đẹp. Rất bài bản luôn. Gọn gàng sạch sẽ. Đây người dân đang nhặt hết cỏ, hết rễ luôn đấy mọi người. Hết cả rễ luôn để sau này cho cỏ nó khỏi lên lại. Khoảng một thời gian làm nữa là cỏ sẽ sạch hết. Đây, mình quay rõ cho mọi người thấy. Phía bên trái tay mình là người dân đã làm rồi. Còn phía bên phải này mai mốt khi làm xong phía bên trái này sẽ bên phải sẽ làm luôn mọi người. Phía dưới cái là lạc. Đây, mương này. Mương thẳng tăm tắp luôn. Lên tới làng luôn, lên tới nhà dân luôn. Còn phía cỏ này mọi người, mình có thắc mắc tại sao này người dân này để lại một đám cỏ ở giữa vườn đây. Thì người dân có nói là khu này là nghĩa địa nhá mọi người. Khu này là nghĩa địa cho nên để lại. Nhưng mà sau này khi mà trồng cấy xong rồi ấy, mình sẽ cùng với người dân là sạc cỏ cho nó đẹp nhá mọi người. Nghĩa địa thì sẽ không canh tác nhưng mà sẽ để sạc cỏ nhìn cho nó sạch sẽ luôn mọi người. Vâng thưa các bạn, nước đã về đến đây này mọi người. Đây, công lao mấy ngày đào đây mọi người. Bây giờ đã có nguồn nước về đây này. Đây mọi người, phần nước tưới tiêu đã có rồi này. Bây giờ rãnh đã được rạch và chiều. Buổi chiều hôm nay người dân sẽ tập trung trồng. Vâng thưa các bạn, niềm vui lớn nhất đã đến rồi đây. Đây nguồn sống đây, nguồn sự sống của mùa khô đây mọi người. Sau này trồng cái gì nó cũng dễ đây. Tất cả là nhờ công lao của dân làng đã cố gắng lắng nghe mình hướng dẫn đấy. Rồi sau bên này hai bên bờ mương sẽ là những màu xanh của cây lương thực mọi người. À, về anh ta về đây, về nhỉ. Về cái phần mà lương thực đó mọi người. Lương thực là hoa màu này. Tabo tabo. Cùng với bạn nhân. Rất là mừng ấy mọi người. Cô lấy. Cô lấy để ngó trở về lại. À chứ. Nguồn nước ra từ trên đầu bản xuống này. Cô tabo tabo, cô lóc cái xe xả chú. Ta cô ta nè. Ta ta bu ni. Ta bu. Ta bu ni nè. Ta bu ta bu na. Dạ. Ta bu ni tu. Ta bu na. Đến giờ đến giờ trưa đấy mọi người. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người dùng bữa trưa. À vài ông bao số nhá. Sì. Come là ta pronto. Chafina. Chafina cho. Vâng thưa mọi người, cái khu vực trước cái chòi đây, mình cho dọn dẹp sạch sẽ. Cỏ khu này tốt quá. Lâu rồi người dân không khai hoang, cho khai hoang hết. Và phía trên này người dân vẫn đang trồng lạc mọi người. Và mình chia tốt ra. Đây tinh thần làm việc hăng say của bản cây team mọi người. Ô Mano Pedro. Ô Capina Bay, nó vơi phải gì? Ô mà cả già bay này gì á? À. Dơ.
Vâng, mọi người nghe đấy là bảo nằm nhà ấy. Nằm nhà ở đây, nằm nhà khu vực này là rất là thích nha mọi người. Để tiện trông coi ấy. Có khi đưa thức ăn đến có người trông rồi. Cái khu vực này là cũng gần được thu ấy. Sợ không có người trông sẽ mất trộm. Cái nhà dưới thì hơi nhỏ mà nó trống quá. Đường nào cũng phải làm là một cái nhà đẹp ở đây. Cái này grupo Tesa Ferran ấy. Tesa Ferran ấy là mana bên. Tago tu ya. Phải chơi cái nhà ta gỗ tôi đấy. Dạ. À. À. Nói chung là để cho người dân làm việc được hăng say ấy. Thì trước tiên là phải người dân phải có sức khỏe mọi người. Cái việc ăn uống mình phải lo cho người dân thật là chu đáo để người dân có sức khỏe làm mọi người. Vâng thưa các bạn, khi mà rạch xong rồi người dân đã trồng lên đây mọi người. Một ngày làm việc đây. Được 9 luống. Ở khu vực này cỏ nó giống kiểu cỏ chanh mọi người. Khó làm lắm, cần người dân làm sạch. Cho nên cái thời gian làm nó cũng lâu. 10 luống. Đây, hàng luống là ngay ngắn. Một bên mương mình chạy mương ở giữa chỗ cao nhất đấy mọi người, để sau này tưới được xuống những chỗ trũng. Dạ ta bò đi phải. Dạ, ta gót đi. Ta gót tan đi. A tapa con que con peso. Así. Así. Ya. Aquí más fácil. Amanya comienza aquí tamaño es sinado ya. Cho làm hai bên luôn mọi người. Và khúc trên thì sẽ trồng những cây khác. Rúcula, cái này bonito. Mẹ tê xì mẹ tí nhá. Vâng, mình muốn đem sự no ấm cho người dân. Cho nên là cố gắng là động viên người dân chịu khó làm. Mình, anh em mình với bản nhân nha. Cố gắng bám sát với dân bản mọi người. Trong vài mùa, 1-2 mùa khi mà người dân đã làm chủ được ruộng vườn thì lúc đấy thì anh em mình sẽ đi bản khác mọi người. Nhưng mà vẫn phải quay lại lâu lâu, phải quay lại thăm nom xem tình hình người dân làm thế nào ấy. Vâng thưa các bạn, con này video mình kết thúc ở đây. Mọi người thấy ý nghĩa cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi, để có phần làm cho kênh này càng vững mạnh hơn, đồng nghĩa với việc thêm nhiều người dân, nhiều bản làng ở Châu Phi, miền núi Châu Phi mọi người thêm được nhiều sự giúp đỡ. Vâng, tôi đủ phần nào cho các bạn nhá. Chào các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.